chim xuống bố lồng chị dễ không anh? Chị đơn giản bác Phạm Du Thanh nhé, có rất nhiều con chim xuống bố lồng thì có rất nhiều cách để các bác điều trị, tức là các bác có thể giăng cước hay là giăng dây thun cũng được, nhưng mà cái cách căng thì các bác nên dùng những cái dây mà các anh em hay dùng cái để xỏ cái vòng đeo tay ấy, là dùng những cái dây đó thì nó sẽ an toàn cho chim hơn hơn là những cái dây cước các bác nhé. Dây cước thì nó được cái nó màu trắng và nó ít phát hiện, nhìn thì nó khó phát hiện ra, thế mà nó rất là nguy hiểm cho các chú chim khi mà lỡ không may rớt xuống vô tình bị rớt lông hoặc là đứt móng các bác nhé. Đây này các bác nên dùng cái dây này này đấy, tức là nó có độ giãn các bác nhé, các bác nên dùng cái dây này, nó có độ giãn, nó rất là an toàn cho các chú chim mà hiện tại nhà mình đang dùng nhiều. Nó rất là rẻ thôi, nó chỉ có 20.000 một cuộn to chà bá luôn, các bác dùng cả năm cũng không hết nữa, 20.000 như mấy nhé. Các bác nên ra mấy cái tiệm mà người ta hay bán đồ trang sức ấy, bán đồ đá, đồ trang sức ấy, các bác mua. Nó rất là dễ mua mà, chỉ có 20.000 một cuộn là to lắm, các bác dùng cả năm chả hết nữa. Mà ngược lại nó rất là bền nữa, nó rất là bền. Tư vấn anh cách chọn chim mồi. Vâng, cái gọn chọn là chim mồi thì nó cái này thì em thì em phải phân tích thế này này. Chim mồi nó có rất nhiều kiểu dạng chim mồi lắm. Đấy, và không có con mồi nào giống con mồi nào. Em thấy có một số ông là cũng quảng cáo bán chim mồi đấy. Cá nhân em thấy đấy, cũng quảng cáo bán chim mồi rồi, và nó đủ các loại giá. Từ 1 triệu 2 đấy, cho tới 2 triệu mấy, đến 3 triệu cũng có và 4 triệu cũng có. Nhưng mà các bác phải hiểu con mồi thế này này. Đối với một con mồi ấy, giữa một con mồi mà các bác nuôi bình thường để các bác bẫy hay là nhử những con chim sống xung quanh nhà đấy, ở trong khu vực trung tâm thành phố hoặc là ở bình thường, ở những nơi nhà dân bình thường như anh mình đang chăm anh chơi ấy, thì nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản, nó không có gì là khó cả. Thế nhưng mà để một con mồi mà nói về những con mồi kinh tế ấy, thì nó quả là một vấn đề khó. Nó chẳng khác gì một con chim thi. Đấy, mặc dù là nó không, con chim mồi nó không có chịu áp lực nhiều và nó không có cái nước đánh khôn ngoan bằng những cái con chim thi ở trên giàn. Nhưng mà cái con chim mồi nó là cái cách khôn ngoan của nó ở ngoài rừng để đi thu phục các cái con chim rừng. Đấy, cho nên là các bác phải nên hiểu cái vấn đề đó. Cho nên các bác đừng nghĩ là con chim mồi rẻ là con chim hay đâu, không phải đâu. Các bác nên hiểu cái này, các bác không tin em á, các bác cứ hỏi một số người ta đi bẫy chim. Đấy, chính thức ở ngoài rừng ấy, ví dụ như là các bác hỏi ông Dũng Lý này. Đấy, hay là các bác hỏi như thằng Nguyễn Văn Quyết này. Đấy, hay là các bác hỏi Hạnh Quân Quân này. Hay là các bác hỏi Huy Quang Huy này. Đấy, hay là các bác hỏi anh Tinh Linh này. Các bác cứ hỏi những cái người em đã kể ra, những cái lục thủ người ta chuyên đi đánh rừng ấy. Em là người rất là tiếp xúc gần với những người lục thủ, tại vì em là người chuyên gọt chim mộc mà. Chuyên gọt mộc từ rừng về, cho nên em đã kể ra những cái lục thủ như vậy. Các bác cứ hỏi xem là người ta có đúng là người ta không dễ gì người ta mua con mồi đâu. Đấy, đó là còn chưa kể từ những cái gọi là âm hưởng của giọng điệu. Đấy, có rất nhiều con chim người ta mua con chim ở vùng này, bẫy được khu vực vùng này, nhưng qua vùng kia bẫy không được. Đấy, rồi là có những con mồi tuy nó đánh được ít chim nhưng đã đánh được con chim nào là chất lượng con chim đấy cũng có. Đấy, thế nhưng mà những con mồi đấy thì lục thủ người ta lại không có, ít khi người ta đem đi rừng và người ta chỉ giữ ở nhà. Trường hợp nếu gặp con chim ngoài rừng nào á, dạng như là hàng dữ ấy, hay là khó đánh ấy, thì người ta sẽ đem con chim đó lên. Còn bình thường là người ta sẽ đem những con mồi kinh tế, nó không phải là nó dữ quá nhưng nó cũng phải là hiền quá, nhưng nó biết cách để nó giữ được con chim ngoài rừng. Đấy, đó là những con mồi kinh tế, và thông thường là các lục thủ người ta hay dùng những con mồi đó. Đấy, và những con mồi thì các bác hiểu rằng có những con mồi các bác nhử chim bẫy ở sống ở xung quanh nhà ấy, đặc biệt là những anh em chơi chim thi hay là có con mồi lỡ ở nhà để mình bẫy những con chim sống hay sống xung quanh nhà mình ấy. Không phải là những con chim đấy mà ra rừng là hót được đâu, cũng không phải con chim đấy là dễ gì mà ra rừng để mà đấu được đâu, không phải đâu bạn, tại vì cái giọng điệu của con chim rừng nó rất là ghê sợ. Đấy, nó rất là sợ, dễ sợ lắm. Nó không phải là nó như con chim mình hót bình thường ở nhà đâu. Các bác nên hiểu như vậy. Cho nên là không dễ gì mà các bác đi bảo là đi mua ông kia mua bán con mồi về nuôi cho đi rừng để đánh, không phải đâu. Các bác nên hiểu vấn đề đó nhá, chứ không nên là con mồi nó có nhiều kiểu mồi lắm. Cái con mồi kinh tế mới là con mồi kinh khỉa kinh điển. Nó làm nuôi sống kinh tế của cầu thủ và nó biết cách giữ những con chim rừng, tức là
khi những con chim rừng đi thì nó sẽ quick view, nó kêu dặn mái này, nó sẽ xoay cầu này, tức là nó làm hành động, nó kích động những con chim rừng ở ngoài bắt buộc phải bay vào đá. Đấy, nó bắt buộc phải bay vào đá. Đấy, cho nên là các bác nó hiểu như vậy. Rồi có những con mồi nhá, có những con mồi các bác nó hiểu là nó có cái chiêu rất là độc đáo của nó. Không phải là dễ dàng con mồi nào cũng làm được đâu. Chà bác ta thành. Không phải là con mồi nào cũng làm được đâu. Có những con mồi là khi mà chim rừng đi về ấy, thì thông thường là nó sẽ đi cặp. Đấy, thông thường nó sẽ đi cặp. Thì có những con mồi đó nó sẽ kích động con mái. Nó sẽ kích động con mái, bắt buộc con chim trống nó ghen tức lên, nó bay vào nó đá ngay. Đấy, các bác nên hiểu như vậy. Chứ không phải là các bác cứ mua con chim mồi triệu mấy, 2 triệu về rồi đi rừng để đi mồi, không được đâu các bác ạ. Đấy này em nói thật, chân tình đấy. Còn các bác tin hay không, các bác cứ hỏi các lục thủ. Chứ còn đôi khi em là một người chơi chim thi và em là người chăm sóc chim, nhưng ngược lại em có một cái mối liên kết rất chặt chẽ và hiểu với đối với con chim mồi các lục thủ đi đánh. Đấy, em nói thẳng cho bác như vậy. Cho nên là tuyển một con chim mồi cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Đấy, nhưng thông thường ấy, thông thường thì người ta sẽ tuyển những con mồi chim tơ lên. Đấy, thông thường là những con chim tơ lên để người ta đi mồi. Thông thường như thế. Chim bẫy đấu thì nên chọn nết đấu như thế nào ạ? À? Nói chung là cái này này. Các bác không nên mua con chim qua những cái clip. Đó là em nói thật tình với các bác. Các bác hạn chế mua chim qua những clip. Tại vì những cái con chim clip rừng ấy thì nó cũng y như cái clip mà các bác người ta hay bán chim, người ta quay clip dàn. Cái clip rừng và cái clip dàn nó chả khác nhau cái gì cả. Đấy. Thế nhưng mà cái clip rừng và những clip, tất cả các clip ấy, thì nó chỉ mô tả cho các bác biết được cái nết đấu của con chim. Đấy. Biết được cái nết đấu của con chim. Đấy. Nhưng mà thông thường ấy, tại vì những con chim ở ngoài rừng thì thông thường nó sẽ là rất là thoải mái. Nó là địa bàn của nó thì bắt thông thường con chim nào nó phải đấu cả. Nguyên tắc nó thế các bác nhé. Đấy, cho nên là bắt một con chim bổi thì các bác thông thường là hay gọi là nhìn qua những cái thái độ. Nhìn qua thái độ, nhìn qua nét đấu rồi các bác mua. Nhưng mà thực tế các bác sai lầm về chỗ đó. Không bao giờ các bác có chim hay các bác chơi. Em nói chân tình luôn. Các bác muốn mua một con chim hay chơi, các bác phải, nếu là con bổi, các bác phải xem được các chi tiết của nó mà em thông thường hay chia sẻ các bác nhé. Thông thường phải biết được các chi tiết của nó, tức là chân cánh đầu mào, thì các bác mới có những con chim để mà tâm huyết để các bác gọt rũa lên để các bác chơi. Đấy, chứ còn nói hai từ gọt rũa đấy, chẳng qua là mình hay nói thông thường là cái máy móc. Thông thường là cái máy móc. Đấy, tức là gọt rũa. Gọt rũa là gì? Tức là cái thời gian để mình chăm sóc nó, cái thời gian để mình thuần hóa nó thôi. Chứ còn các bác chả có gọt rũa cái kiểu gì mà thay đổi được cái tính nết của con chim. Chả gọt rũa được cái kiểu gì mà thay đổi được cái bản lĩnh của con chim cả. Đấy, các bác nhé. Cái bản lĩnh của con chim hay là cái tính kết cách của con chim hay là cái nết đấu của con chim, nó tự hình thành trong bản thân của nó và cái gen di truyền của nó từ đời này qua đời kia, nó hiện hữu ở trong cái cơn con chim. Các bác không thể thay đổi được, dứt khoát. Đấy. Chứ còn các bác nói hai từ gọt rũa đấy, tức là các bác nói sai, các bác hiểu sai cái vấn đề. Và các bác khi các bác nói sai, các bác hiểu sai thì các bác đã làm sai ngay. Hai từ gọt rũa đó là chính thức, đó là hai từ các bác phải thời gian thuần hóa nó. Và tại vì có những con chim nó chơi rất nhanh, nhưng cũng có những con chim đã chơi chậm. Đấy. Và thì những con chim mà thời gian nó bắt nhịp chậm, nó chơi chậm, tức là có những con chim các bác nuôi có thể là 7-8 tháng các bác đi cà phê được, nhưng cũng có con phải là cả năm mới đi cà phê được, rồi cũng có con 2 năm mới đi cà phê được. Đấy. Vậy thì cái thời gian các bác nuôi đó chính là cái thời gian để gọt rũa, để cho con chim nó bung nước ra nó chơi. Nhưng với điều kiện các bác muốn nuôi con chim lâu hay không lâu, các bác phải hiểu được con chim. Hiểu con chim. Bên cạnh đó các bác phải là nhìn nhận được con chim nó như thế nào. Đấy, thì các bác mới giữ được. Chứ còn các bác, em có thể các bác cho các bác con chim mà nó không có tố chất, nó không có bản lĩnh thì các bác có gọt giũa muôn đời nó cũng chỉ ra đó thôi. Nó không có hơn được. Nó không thể hơn được. Nghĩa JP, chăm lửa và chăm lực như thế nào với anh, khác nhau và điểm nào và cách chăm ra sao? Em chưa hiểu về lực con chim lắm vì giờ nhiều thầy quá, nhưng em thấy bác chia sẻ kinh nghiệm nó thực tế chứ mấy bác kia chia sẻ toàn chung chung. Bác chia sẻ giúp em. Vâng, thưa bác Nghĩa JP, bố của anh Vi tuyệt vời, cảm ơn bác. Ok, bác Đăng Khôi nha, anh Đăng Khôi nhá. Cái vấn đề và cái lực và cái lửa, các bác hiểu thế này này. Tại sao mà các bác nuôi con chim bình thường căng lửa, đang căng lửa
có thể đi thi. Và khi con chim nó bị ho phát là nó có thể dẫn tới chết ngay sau 2 tới 3 ngày nếu như các bác không điều trị kịp thời. Đấy. Và có những con người, người ta nuôi con chim ở, người ta móc ở xung quanh nhà, ở dưới cái tán cây, và người ta chẳng trùm gì cả, không đem vào nhà, nhưng nó ho liên miên quanh năm, nó không chết. Đấy. Các bác hình dung ra cái đó là các bác sẽ suy xét ra cái lực và cái lửa nó khác nhau. Đấy. Cái lực là gì? Lực là cái bộ cốt của con chim nhá. Lực là bộ cốt của con chim, tức là nó hình thành sẵn có trong con chim. Đấy, tức là có những con chim các bác thấy thân hình nó rất là nhỏ bé nhưng nó nhảy cả ngày không bao giờ mệt mỏi. Nhưng có những con chim nó to đùng đùng như thế, to dài đùng đùng thế nhưng nhảy một chút xíu là thở. Đấy. Rồi cũng có những con chim ra nắng nó chịu nắng rất tốt. Nhưng cũng có nhiều con chim ra nắng phát hạ mỏ ngay, thở dốc ngay. Đấy, rồi cũng từ cái nguyên nhân thở dốc đó ra nắng chịu không nổi, sinh ra ho. Cũng có. Em chào 235 bác. 325 bác nhá. Đấy, vậy thì cái lực đây là cái hình thành từ trong con chim, và đây là cái bộ cốt và cái khung hình của con chim nó có lực hay không. Vậy thì cái vấn đề lực hay không lực đó là nó thể hiện giữa cái bàn chân, cặp chân của con chim, tiếp theo đó là cặp cánh của con chim các bác nhá. Đấy, tức là nó thể hiện hẳn ở bên ngoài luôn, đó là cái cặp chân và cặp cánh, nó thể hiện của con chim ngay. Đấy, còn cái lửa là gì, các bác nên hiểu lửa là gì. Lửa là một cái năng lượng các bác chăm sóc trau dồi con chim đều tay, dinh dưỡng hàng ngày để con chim tích tụ ăn trong quá trình ăn uống, sau đó tiêu hóa và chuyển hóa thành năng lượng tích tụ lại cho con người. Đó chính xác là cái lửa các bác nhá. Đấy, vậy thì cái dòng tròng màu đó là một dòng chim đấu, thì khi cái năng lượng nó đầy đủ, khi năng lượng dư thừa thì khi đó là nó càng lửa. Các bác hiểu cái lửa chưa ạ? Đấy, tức là khi năng lượng trong con người ăn uống tích tụ lại, các bác chăm sóc đầy đủ và đầy đủ các chất dinh dưỡng, nó sẽ tích tụ lại trong con người đó, và con chim nó bắt buộc nó phải đấu, nó đấu được thì đó chính xác là lửa. Và khi cái năng lượng nó dư thừa, các bác chăm sóc tốt, thấy chưa, thì khi đó nó sẽ kết hợp với bộ khung của con chim, cái lực đảm bảo các bác đấu 3 tiếng khỏe re. Đấy, vậy thì tại làm sao mà các bác khi đi thi về hay là khi đi đấu dàn về, chờ cà phê về, các bác phải nuôi lại? Tại vì trong quá trình thi đấu nó phải mệt mỏi. Tại vì sao? Nó mệt mỏi gì? Tức là nó mất phần năng lượng của nó. Đây này em chia sẻ rất là khoa học và nhiệt tình cho các bác hiểu. Đấy, nó mất phần năng lượng của nó. Thì trong quá trình khi các bác đi thi về hay là đi dọn dãi về, con chim lại phải ăn uống vào, lại phải tiếp tục nạp năng lượng vào để cho nó căng lửa lên. Tức là nó nạp năng lượng, đúng không ạ? Nó tích tụ lại tiếp để lần sau đấu tiếp. Các bác hiểu về lửa chưa? Đấy, chứ không phải là các bác hiểu cái lực và cái lửa nó đối lập nhau nó như vậy. Chứ không phải là nó giống nhau đâu. Đấy. Cách nào chữa cho bụi sổ mũi? Vâng, những con nào đã liên quan tới hô hấp, sổ mũi, quẹt cầu thì bác nên dùng thuốc ho, bác nhá. Chim gãi rỉa khắc phục thế nào bạn? Vâng, những con chim mà gãi rỉa, nó có nhiều cách gãi rỉa. Những con chim mà thua nước, không có tố chất, ra dàn ăn với gãi rỉa thì cái này là không có cách chữa. Bác pin xe cô nhá. Còn những con mà đang đấu mà xỉa ngang, tức là nó xỉa bất thình lình ấy, thì các bác có thể dùng nước tắm Nhất Hoàng. Hiện tại nhà em đang dùng nước tắm Nhất Hoàng. Bác nào khu vực mà mua được thì các bác mua, còn nếu không được thì các bác nói em gửi cho nhé. 50.000 một chai, rất là rẻ. Anh chia sẻ em cách bị chim bị trúng gió chứ phải làm sao khỏi. Những con bị trúng gió ấy, tùy vào mức độ, tùy mức độ nặng hay là nhẹ. Nếu mà con chim bị nhẹ thì nó cũng rất đơn giản, nó cũng chẳng có gì là khó cả. Các bác cứ nhỏ dầu và cho uống thuốc ho để hỗ trợ hô hấp cho nó. Tại vì những con bị trúng gió ấy, là thông thường nó sẽ bị suy hô hấp. Đấy, nó bị suy hô hấp và nó xù lông, sau đó nó chuyển qua ho. Đấy, cho nên là những con bị nhẹ thì các bác cứ cho nhỏ dầu và cho uống thuốc ho là từ từ nó hết. Còn những con bị nặng mà kiểu rớt bố ấy, bị nặng mà kiểu rớt bố thì các bác tốt nhất là các bác phải có cái dầu miên. Còn nếu không có thì các bác phải dùng dầu tràm hoặc là dầu khuynh diệp mà cũng được, nhưng mà nó không có hiệu quả bằng cái dầu miên các bác nhé. Anh em nào mà có người thân hoặc người quen ở bên Mỹ ấy, bảo họ mua cho một vài chai nhá. Còn nếu mà các bác không mua được mà các bác muốn dùng thì các bác cứ bảo em gửi cho. Cái chai đấy là nhập về tới đây là 250.000 một chai, 250.000 một chai. Đấy, các bác dùng cái dầu miên đó, các bác nếu như con chim rớt bố, các bác xoa vào cái đũa và các bác ăn cơm ấy, các bác xoa vào cái chiếc đũa đấy, các bác thọc vào bàn chân cho nó quắp lại để cho nó ấm bàn chân và nó giãn cơ ra. Tại vì thông thường khi con chim mà trúng gió và rớt bố ấy là nó bị rút cơ,
thông thường các bác thấy rút cơ không, nó không có quắp được nữa, nó không đậu cầu được đấy. Cho nên các bác phải thọc cái chiếc đũa mà xoa dầu vào để cho nó vào gam bàn chân để cho ấm và nó giữa cơ ra đấy. Sau đó khi con chim mà các bác bị liên tục, sau đó các bác nhỏ dầu xung quanh cho nó ấm người lại, khoảng một chập sau là nó sẽ lên cầu, nó đứng được. Nhưng các bác không nên vội cho nó ăn ăn chuối và cám, tuyệt đối không nên. Các bác ra tiệm thuốc tây, các bác mua cho em cái phiên viên xê sủi ấy, cái viên mà các bà bầu người ta hay dùng để uống để kích thích năng lượng ấy đấy. Cái loại đó nó rẻ lắm, có 35.000 một hộp thôi. Các bác về các bác bẻ một xíu ra, sau đó cộng với một viên vitamin B1, cái loại vitamin B1 mà 15.000 một hũ đấy, mà cái loại hũ đó là một hũ nó là 50 viên đấy, 15.000 một hộp, mà các nhà cây cảnh người ta hay dùng để người ta tưới gốc cây ấy, bỏ vào một viên cho em, sau đó các bác cho nó uống mừng một ngày các bác nhé. Cho uống một ngày như vậy để con chim nó nạp năng lượng nhanh lại, cho nó khỏe nhanh lại. Đấy, sau đó là các bác sang ngày hôm sau các bác pha một ít nước ấm, bỏ cái mật ong vào cho nó uống, và bắt đầu lúc đấy các bác mới cho ăn cám và ăn chuối lại, ăn trái cây lại các bác nhé. Chứ còn khi con chim nó mới bị trúng gió, nó còn yếu, các bác tuyệt đối không được cho ăn chuối và cám, nó không ăn được. Có nhiều con chim nó đói, nó đang đói mà nó nổ mổ miếng chuối to quá, nó nghẹn chết ngay các bác nhé. Và bên cạnh đó tuyệt đối các bác không nên bắt chim. Khi chim rớt bố các bác tuyệt đối không nên bắt chim. À, đây là cái cách để các mình chúng cứu cho con chim trúng gió sống trở lại các bác nhé. Đấy. Nhưng mà trong thời gian con chim bị trúng gió, mà thông thường mà bị trúng gió rớt bố ấy, thì nó sẽ không bao giờ nó ôm lông lại được nữa. Các bác phải thay mùa lông nó mới ôm lại được. Chứ còn nó khi mà nó khỏe lại hoặc nó có lửa lại, nó vẫn xù lông như thế, nó không ôm xít lông được. À, bác Lê Lương Bằng nhé. Bùi Duy Lợi, qua con em đánh đến tốt rồi, hạ con 15 giờ lỗi đi ăn, có cách nào khắc phục không anh? Hết lực hay nó thế hả anh? Không, cái vấn đề đi ăn á, thế này bác này, con chim đấu giàn khi vào tốt thì bất kể con chim nào nó cũng đã đuối lực, bất kể con chim nào nó cũng đã đuối lực, tức là cái thể lực nó đã bị hao mòn đấy. Nó giống như một cầu thủ bóng đá không vậy, về khuya thì bao giờ nó cũng sẽ là thể lực hao mòn. Thế nhưng mà với cái thứ nhất là con chim khi ăn giờ đó thì nó có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là nó bị suy giảm về thể lực, thứ hai cũng có thể do bác nuôi lửa còn yếu. Và trong quá trình nuôi lửa còn yếu, con chim nó ăn thì nó ăn rất là lâu để nó nạp năng lượng lại, nó lâu. Cho nên là thời gian nói tổng tài là thông thường người ta đã căn cứ vào cái thời gian ăn của chú chim đó. Ăn không phải là lỗi, nhưng mà ăn quá lâu thì chú chim nó sẽ, người ta đã đánh giá vào cái thời gian thi đấu của chú chim của bạn. Thấy chưa? Cho nên là cái này thì nó có nhiều cái hên xui. Tại vì con chim á hay mấy nhưng mà đi thi nó phải có hên xui, và nó ăn tùy thời điểm. Tùy thời điểm. Đấy, có những con chim mà vừa tổng tài vừa nó hết giờ phát nó quay nó ăn. Tức là nó trùng hợp. Cái này là cái may mắn, cho nên là mình không có thể mà nói trước hay là nói về cái vấn đề này được bác Bùi Duy Lợi nhé. Nó tùy vào trường hợp. Vậy bổi mới bẫy về kẹp với bổi nó đánh cánh vậy có được gọi là tố chất không? Cái này thì nó không thể có căn cứ được bác Hưng Hoàng nhé, không có căn cứ được. Tại vì thông thường bổi với bổi nhau thì bất kể con chữ nào bác dí vào nhau á, nó vắng người á, là nó sẽ dương cổ, dương là nó đấu ngay. Thế nhưng mà nó chỉ là trong vòng một vài phút thôi, chứ nó không có lâu được. Đấy bác nhá. Thì tất nhiên những con chim đấy thì nó còn, ví dụ như con chim nào, chào mà là chào chim đấu mà. Chẳng khác nào mà các bác đi mua chim mà các bác cứ mua chim qua clip. Đấy, cứ mua chim qua clip không. Tất nhiên thì clip thì đó là một cái nguyên cớ, các bác thấy được cái hình dáng, bộ dạng và cái nước đấu của con chim. Đấy, nhưng mà khi các bác muốn quyết định một con chim thì các bác nên xem được cái chi tiết của nó, bộ dạng của nó. Đấy, cái hình hài của nó, khuôn mặt của nó, các bác đánh giá được. Chứ còn các bác có nhiều khi các bác mua chim clip đấu thiệt hay, nhưng mà nhìn cái mặt của nó thì nó thật các bác cái hiền khô đi. Đấy. Rồi các bác cứ đưa chim này test, rồi chim ngơ test, rồi tới nhà họ test. Có thể các bác có sách mượn chim nhà bác mà tới nhà người ta bác test ấy, chim nhà họ các bác để vào nó đấu ngay, chả như nó không đấu cả. Đấy nhá.